Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình tiếp tục chăm sóc cho Mỹ Kim nữa. Thì mình cách ly đàn cuốn để cho mình cho Mỹ Kim ăn nó dễ, không bị giành giật. Thì mình xé một thao thịt luôn, thịt gà. Rồi Mỹ Kim ra đây, ra đây, đây cái thao con này. Nè, nè, ra đây. Thao thịt luôn. Rồi, dứt. Trời, không nhớ. Chú trọng. Rồi, nước trọng luôn ơi. Rồi. Hôm qua mình mua cơm tấm, mình đưa mất kẹo chuyện ăn cơm tấm cả nhà, ăn cơm tấm bé lựa thịt ăn không à. Thì bây giờ lông lá bé cũng đỡ rồi cả nhà, nhưng mà vẫn còn ra từ từ. Thì mình cho tấm với mình cho ăn nhiều một chút. Mình tắm lá này lá kia đủ loại lá luôn. Vậy mà gừ nó cả trong chùa mà gừ, ai có ai đâu gừ. Đã luôn nha. Ngán chưa? Ngán chưa? Mày đổi món. Không nhai đó vậy.
nút trọng luôn vậy. Thì gần người ta nữa kìa. Đó, thôi bây giờ mình chia phần để lát mình cho hai còn mớ nữa thì cho hai bé bên kia. Đó, chứ bé này ăn nhiều quá cũng không tốt. Nói chung là ngọt ngày ăn tiêu chuẩn thôi. Ăn nhiều quá rồi bụng nó yếu nữa là nó công tới mình nữa. Ừ. Vô nước nằm nghỉ ngơi đây. Đó, cần cổ của bé cái chỗ mà cái vết thương hỏng á cả nhà, bây giờ nó muốn lên lông rồi nè. Muốn mất cái vết thương rồi nè, thấy không? Cái mặt lên lông trở lại rồi, còn ngay sống mũi thì nó đang mọc từ từ. Ăn uống ngon lành đây, để lát mình nấu lá khế, mình nấu rồi lát nguội của mình tắm. Ngày thời điểm này nắng quá tắm cũng không tốt, nắng quá gặp mình vô nước cái nó bị sốc luôn, nó cảnh công bị sốc nước nó cảm á. Trong miếng này nè, còn dành ăn cả. Trong miếng này nè, còn dành ăn của chị á nha, mấy cưng của chị á, chứ không phải mấy cưng không được ăn đâu, chỉ có chị được ăn thôi. Nói chung mấy cưng thì đó giờ mấy cưng ăn chán rồi, chị nói chung chị ở ngoài đường chị không có gì ăn hết. Nói chung vẫn còn cái da vẫn còn viêm cả nhà, thì mình tắm không rồi mình thấy cái lông nó lên từ từ rồi nè. Cái mặt thì nó sáng sủa trở lại nè, bốn cái chân thì nó lên lông. Nóng quá, nóng thở khì khè luôn mà lè lưỡi luôn mà. Nói chung là tại vì theo mình nghĩ là biết là bác sĩ nói là nó giải nhiệt bằng cái đường lưỡi, nên cả nhà đừng có thấy vậy mà thấy sốt ruột. Con người thì nó ra bằng lỗ chân lông, tốt mồ hôi ra thì giải nhiệt, còn cái này là mấy bé này lè lưỡi để nó thoát nhiệt ra bằng cái đường lưỡi nó. Thì các bạn chưa biết đó, thì các bạn cứ ra ngoài trung tâm các bạn cứ hỏi người ta. Rồi bé nào mà có lỗ mũi mà nó ra mồ hôi đó, thì bé đó sẽ khỏe mạnh, lỗ mũi ướt á. Thì mình cũng nhờ chăm sóc mà mình mới biết thôi, chứ mình cũng hồi đó đâu có biết rành gì đâu. Sau thời gian thì mình dạch cái răng lên, cái nú lên, cái lưỡi, cái nú, nếu mà cái được cái nú mà hồng hào là bé khỏe, còn mà trắng bệt thì là bé đang yếu cảm gì đó. Lỗ mũi mà thấy ướt là mình thấy ok, đứa nào mình nhìn vô. Thôi xin chào, đi vòng vòng nghiên cứu gì rồi. Để lát mình để cho cái nước khế mình nấu nguội đi, mình tắm cho bé. Xin chào, chúc cả nhà vui vẻ nha.